bò nó phải dài như thế này mà các bạn. Hàng khủng thật rồi các bạn ơi. Các bạn cứ hình dung xem cái bò mần này các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xám Ong Rừng nhá. Chào các bạn nhá. Hôm nay thì hai cậu cháu lại tiếp tục vào rừng kiếm những cái tổ ong nguyên chất để quay video để cho tất cả mọi người xem. Ngày hôm nay thì mình ngày hôm nay là buổi chiều rồi các bạn. Hiện tại là đã thấy một tổ bé bé trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đây các bạn. Buổi sáng bọn mình cũng đã đánh được hai tổ rồi các bạn. Hai tổ toàn là hàng khủng, nhưng mà cái đến buổi chiều này gặp cái tổ đầu tiên lại hàng mini các bạn. Nhưng mà mình thấy có cái bầu mật rất to luôn các bạn. Thường thường là những cái chỗ này ấy thì là không cần ong to đâu. Bởi vì là ở chỗ mình ấy thì cái mùa này thật sự là mật nó quá dồi dào luôn. Bởi vì ở rừng già ấy các bạn, nhiều loại hoa đấy các bạn. Nguồn mật thì nói chung là dồi dào. Ong thật sự là bây giờ thì không có đi làm nữa đâu. Cái tổ này thì mình ở dưới kia xem lấy nước về thôi các bạn nhé. Chứ là cái tổ này thật sự là mày nhòm ấy. Thật sự là không có đi làm nữa đâu. Đây, các bạn có thể thấy chả có một con nào đi làm luôn. Chỉ có một hai con đi lấy nước về thôi. May mà cái tổ này thì mình thấy về cắm vào đây các bạn. Tổ này nếu mà trong ngày hôm nay tổ này là tổ thứ 3 đấy các bạn. Để mình sẽ làm khói lên đánh cái tổ này các bạn nhé. Khói đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Tổ này thì mình ở dưới kia mình có cầm cái theo cái bù nhùi làm khói, phải nói là đơn giản. Tổ này bé nhưng mà cái bó khói phải siêu bự luôn các bạn. Ở trong ba lô có khò mà. Mình sẽ đốt khói rồi mới lên các bạn nhé. Lên các bạn nhá. Mình sẽ lên quay cho các bạn xem ong ở chú mình nhá các bạn nhé. Bé bé thôi, thật sự là chỉ có mật thôi. Bởi vì cái nguồn mật ở chú mình ấy phải nói là dồi dào các bạn. Ôi, nhánh bé thế. Tổ này chắc chắn là mới về đấy các bạn. Bay rồi các bạn ơi. Đấy, có cái bầu mật đấy. Đây, đúng, chỉ còn cái bầu mật. Mình sẽ quay cho các bạn xem ong ở chú mình nhá. Mật này chuẩn bị biến áp rồi. Đấy các bạn, biến nắp rồi các bạn nhá. Cái tổ ong đầu tiên của ngày buổi chiều này. Nói chung chắc chắn là siêu mini thôi. Đấy các bạn. Đấy. Kiểu gì cũng được một lít các bạn. Mình sẽ tiến hành cắt nhanh nhanh đi tìm tiếp các bạn nhé. Tổ này không có phấn đâu các bạn ơi. Chưa có nhộng luôn. Đây mới đang có đẻ trứng rồi. Được mỗi quả bầu. Phấn thì cũng không có luôn. Cái bầu này là bít nắp rồi. Ôi trúng mật à. Ôi mật đặc nhà. Thế rồi nhà. Nói chung là mật rất đặc đúng không các bạn. Bé thôi, ngày đánh cứ đánh nhiều tổ là được các bạn. Hôm nay chắc chỉ có cái tổ này là bé nhất đấy các bạn. Sáng nay thì mình đánh hai tổ kia gọi là hàng khủng rồi. Mình sẽ cắt cho các bạn xem là những cái tổ ong bé bé các bạn nhé. Bít nắp rồi. Đây các bạn, nó đẹp thế này mà các bạn. Thật sự mật quá là đẹp luôn. Đây. Vàng chót luôn. Kiểu gì cũng được một lít các bạn. Được. Mình sẽ dừng máy đi xuống đó các bạn nhé. Này các bạn, đã đánh xong rồi các bạn nhá. Tổ ong mini. Bầu mật này các bạn. Mình nghĩ chắc là không được một lít đâu. Gần đến thôi. Thế cũng rồi các bạn, tiếp tục đi tìm các bạn nha.
buổi chiều ngày hôm nay là cái tổ này đầu tiên rồi. Lại tiếp tục một tổ lấy nữa các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhá, cái con ong khoái này các bạn. Đó. Đây. Đấy, về các bạn nhá. Ổ này thật sự là sẽ không bao giờ chạy thoát tay mình rồi. Mình thường thường đi nhòm ong thì mình thấy dễ rồi, còn gặp cái trường hợp mà lấy nước ấy, thật sự là quá đơn giản các bạn. Những cái tổ ong lấy nước bây giờ thì thật sự là có ong nhòm ấy, thật sự là quá là đơn giản. Về trên này các bạn nhá. Về trên này này các bạn. Tổ này lấy nước 3 phút các bạn. 3 phút thì tương đương cũng khá là xa đấy các bạn. Nếu mà cái con ong chăm chỉ ấy, 3 phút thì nó phải về được gần 1 cây số các bạn. Tức là sẽ tầm độ 600-700 mét ấy, tầm đấy đấy các bạn. Những con ong thì lấy nước cứ tầm là 2-3 phút ấy. Có khi đúng là mình nhòm đấy, có khi nó thấy nó cắm vào đấy các bạn. Còn những cái con mà lấy chăm chỉ ấy mà cứ tầm 7-8 phút trở lên là những cái con cái tổ đấy thì nó nói chung nó phải xa các bạn, phải hơn 1 cây rồi. Giờ các bạn cùng theo chân bọn mình đi lần cái tổ buổi chiều ngày hôm nay nhé các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình bọn nãy đánh một cái tổ bé đầu tiên. Cái tổ này tổ thứ hai trong buổi chiều này. Thấy rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là tổ này lên hàng rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Cây này quá là rộng luôn. Không thể nào quay cho các bạn xem ký được. Ôi không thấy được các bạn. Thật sự là cái tổ này mình thấy cái bầu mần nó sẽ to hơn cái bánh tổ rồi. Đấy các bạn nhá. Nó thật sự là cái tổ này không phải hàng khủng đâu, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là cái quả bầu này nó sẽ là hàng khủng đấy các bạn. Đây. Đó. Sáng nay mình đánh một cái tổ cũng tầm cỡ này thì cái tổ đấy nó phải hơn yến đấy các bạn. Tức là sẽ hơn mười mấy cân trở lên đấy. Thì giờ là cái tổ này thì mình cũng thấy có cái bầu phải nói là chiếm hết cái bánh tổ rồi. Tức là nó dày các bạn, nó phình ra các bạn. Đó. Thế buổi chiều là ngon rồi các bạn ơi. Giờ thì chỗ này không kiếm được bùn nhùi đâu. Sẽ chẻ cái cây tre này để làm cái bó khói. Sáng nay mình đánh ấy, thì còn thừa một tí này các bạn. Cái này thì không đủ đánh đâu các bạn nhá. Bởi vì cái cây này thì mình lên thì thao tác nó hơi lâu các bạn. Thì đâm ra mình sẽ làm thêm một cái bó tre các bạn. Tí khả năng mình sẽ cầm cái này lên hun trước. Còn là Tài sẽ cầm một bó đi theo. Bởi vì là sáng nay mình đánh cái tổ kia một cái bó khói đấy các bạn. Đốt như mấy khâu luôn. Bây giờ sợ rồi các bạn. Đây các bạn có thể thấy cái mặt của mình bây giờ. Này thấy chưa? Sáng nay cái tổ kia nó nói chung là nó đốt như thế này chi chít luôn các bạn. Thường thường là ong đốt mình không sưng đâu, nhưng mà thật sự là nó sáng nay mình đốt quá là nhiều, nói chung là choáng đấy các bạn. Hầu như là tay của mình như thế này cào cái ngòi đi các bạn, nó đốt như mấy khâu luôn. Đấy, giờ thì sợ rồi các bạn. Giờ sẽ làm hai bó. Một cái bó bé là mình sẽ cầm lên trước các bạn. Đây này. Ôi buổi chiều may mắn giờ các bạn ơi, khả năng là hôm nay mình đánh cái tổ này lên hàng khủng thì sẽ nói chung là sẽ đủ gánh nữa các bạn. Giờ mình sẽ dừng máy để làm cái bó khói các bạn nhé. Khói đã chuẩn bị xong rồi các bạn nhé. Hôm nay cái tổ này mình sẽ làm hai bó. Giờ chuẩn bị lên các bạn. Cái bó của ta thì khả năng là phải đốt trước rồi mới lên. Vì mình làm từ cây tre các bạn. Ây dù, gai cả ơi. Lên các bạn nhé. Cái bó của mình khả năng là mình lên trên này mới đốt thôi. Lên theo đi ông Tài. Cây này thật sự là
lên là quá đơn giản, nhưng mà chỉ mỗi tội là rộng này các bạn. Ồ, cái tổ ong cái bầu mật kia, có phải không á? Khả năng mình đốt khói rồi, đặt kêu rồi các bạn. Lên đi, lên xa xa đi. Mình nghĩ là cái bầu này hàng khủng đấy các bạn. Của cậu cháy chưa? Cháy nhỉ, đúng không? Ồ, hình như tổ này mới về, ông Tài. Hình như là còn lắc lắc hay sao ấy. Ờ, còn rung rung nhỉ? Ôi, đến rồi. Khỏi đến rồi, ông Tài lên đi. Ôi, hình như là chưa có gì ông Tài. Có rồi. Hả, có đâu? Ôi, có nhộng rồi các bạn. Chả thấy gì luôn. À, chỉ nghe tiếng bay thôi các bạn. Bầu mật đâu? Ô, ông Tài. Hàng khủng đấy các bạn. Đừng, đừng, đừng. Ôi, rộng thế này nhỉ. Ôi, chẳng vào được các bạn ơi. Tủ này mới thôi nhỉ các bạn, nhưng mà thật sự là dậm thế ông Tài nhỉ? Ừ, lên được đâu. Khả năng cầm cái con dao để cậu phát đi. Ây, cây này thật sự là phải nói là dậm luôn. Ôi, bầu bầu khủng các bạn ạ. Giờ mình sẽ có thể quay cho các bạn xem. Quay cho các bạn xem cái bầu mật siêu khủng các bạn nhé. Thật sự là ong ở đây quá là đẹp luôn các bạn. Bầu nó phải dài như thế này mà các bạn. Hàng khủng thật rồi các bạn ơi. Các bạn cứ hình dung xem cái bầu mật này các bạn. Đấy các bạn nhá. Siêu phẩm này chưa đâu. Đó, cái bầu mật này. Bầu mật quá là dài luôn. Cái túi bóng khả năng là không vừa đấy ông Tài ạ. Vừa á. Xem có dày không. Ui, dày thế này á. Dày to bằng đầu mình rồi các bạn ơi. Ôi, thế này thì chắc chắn cái tổ này sẽ lên hàng yến không hết rồi các bạn. Thật sự là ong ở đây đẹp thế nhỉ. Đây, các bạn có thể, vừa nãy là mình ở dưới gốc ấy. Mình có nói là cái bầu mật nó chiếm một nửa cái bánh tủ. Khả năng bây giờ cái bầu nó dài hơn cái bánh tủ này rồi các bạn. Đây, cho các bạn xem cái bầu mật này. Xem lại các bạn nhá. Ui, thật sự là quá là khủng luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu cắt các bạn nhé. Chưa bá luôn, có phấn đâu, không có đâu. Ít ở dưới này thôi. Ôi là mật. Này đi. Ơ, chưa bao giờ thấy cái tổ ong nó không có một chấm phấn nào các bạn. Đây các bạn có thể thấy những cái chỗ này là tưởng là phấn, không phải các bạn nhá. Cái sáp vàng thôi. Đây, mật nhá các bạn nhá. Mình sẽ quay cho các bạn xem này. Nhiều khi mình phải quay các bạn à, các bạn mới có thể tin được. Đây, cái chỗ này là vàng vàng là mật hết này các bạn. Đây, đầy ống luôn các bạn nhá. Cái này thì tổ này thì hàng yến sao hết được. Thì phải chuyển xuống thôi. Tiến hành cắt các bạn nhé. Cái quả bầu này thực sự là quá là dài luôn. Đó, còn bạn nào muốn lấy cái mật ong như thế này thì liên hệ mình các bạn nhé. Nhiều khi mình bán như thế này thì nói chung là cũng gặp nhiều khách hàng không hiểu về mật ong. Đôi khi nó cũng phải giải thích cũng đau đầu các bạn. Lại cũng có như những cái khách hàng mà cái sáp này thì là bảo cái sáp giả các bạn. Thật sự là khó giải thích các bạn. Gửi vắt xong rồi đi lại bảo mình pha đường, còn gửi cả bầu đi lại kêu cái sáp giả. Nói chung là các bác không hiểu gì về mật ong. Thật sự là nhiều khi người khác bà bán hàng các bạn hơi đau đầu. Ui,
trời ơi, cái tổ ong chưa bao giờ thấy cái tổ ong cái bầu mật không có một tí phấn hoa. May mà cầm hai cái túi lên các bạn, túi này dày nhất, kiểm tra xem nó có bục hay không đây. Túi này phải nói là cực kỳ là khủng luôn, cái túi này. Bầu này mình nghĩ chắc là phải hàng yên. Ô bên này, bên này mới đang biết, bắt đầu biết nắp các bạn. Cái túi sao hết được. Bầu này mình không ổn mấy các bạn. Bầu này thật sự là mình sợ nhất là gáy đi phí. Kiểu gì cũng phải gáy cái bầu này. À, khả năng là mình rạch bên này trước đi. Cái bầu tít trên này các bạn. Cái quả bầu này mình thấy run đấy nhỉ. Thấy lo lắng thế ông Tài? Bầu này thấy lo lắng đấy nhỉ. Ây dù, bắt đầu bẻ các bạn nhé. Cái đoạn này chuẩn bị rồi. Mình hơi run các bạn ơi, bởi vì cái bầu này không thể đùa được. Gáy rồi ông Tài. Chuẩn bị gáy rồi. Ai hết thế chưa? Thế này sao mà xách được? Ôi. Cái gì thế? Bầu này hàng yến sao hết được? Ôi bị uốn cong nhưng mà không sao nhỉ. Cái màu mật này thơm thế nhỉ. Ôi bị uốn cong rồi. Khả năng gáy rồi ông Tài. Không tránh khỏi à? Bó khói rơi à? Bây giờ khó xếp xít lại đấy nhỉ. Bầu này mà cầm được nguyên vẹn về thì đẹp rồi các bạn. Nhưng mà bầu này mình không dám chắc đâu. Giờ mình không thể nào quay cho các bạn xem ký được rồi. Mình sẽ dừng máy để chuyển mật xuống này các bạn nhé. Ôi đánh xong rồi các bạn ơi. Hàng khủng đấy chứ đâu. Đấy các bạn. Cái bầu này siêu dài luôn. Đó, cái màu mật đỏ sẫm các bạn. Đây. Tổ này chắc chắn là hàng yến rồi các bạn ơi. Để các bạn có thể thấy. Cái bầu mật này 70 phân rồi các bạn. Đó. Ôi, ngon rồi các bạn ơi. Buổi chiều đánh được 2 tổ là ngon rồi. Buổi sáng được 2 tổ, buổi chiều là được 2 tổ các bạn ơi. Tổ nào đều tầm này như này các bạn. Thật sự là hôm nay lên chỗ này đánh ong ấy. Nó quá là phê. Đó, còn bạn nào muốn lấy mật ong cả bầu như này thì là liên hệ mình nhé. Mình sẽ gửi theo yêu cầu của các bạn đặt hàng. Vắt ra thì mình vắt. Còn gửi nguyên cả bầu thì mình vẫn gửi các bạn ấy. Nhưng mà nhiều khi gửi đi xa ấy, những cái quả bầu này thì nó sẽ bị vỡ ra già đấy các bạn. Bởi vì mình ở trên cây mình giữ, mình chỉ xách xuống thôi. Mà bây giờ nó bẻ cong, nó mật nó chảy ra rồi này các bạn. Đấy các bạn nên hiểu rằng là bầu mật nó không phải cứng, không thể nào nguyên vẹn được. Đó. Thế là qua rồi các bạn ơi. Có lẽ là các bạn nhá. Buổi tối này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.